công bố thời gian bán vé King's Cup 2019. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã thông báo phương thức phát hành và giá vé xem các trận đấu tại King's Cup 2019. Theo đó, ban tổ chức sẽ bán vé vào 10 giờ ngày 16 tháng 5 qua hai kênh, trực tiếp đến sân vận động Chang Arena và mua trực tuyến. Giá vé toàn bộ 4 trận đấu rơi vào khoảng 350.000 và 180.000. Giá vé theo ngày thi đấu gồm hai mệnh giá 220.000 và 110.000.